Rồi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với cái kênh YouTube Mai Vàng của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món cá lù đù, khô cá lù đù một nắng chưng với thịt ba rọi nha các bạn. Đây là mình gửi được cái mua cái khô cá lù đù một nắng ở ngoài biển của chị Quang nè. Thì cá này mình rửa rồi nha các bạn. Đây là thịt ba chỉ ha. Cái này khô cá lù đù ha. Dường như 100g thịt cá lù đù thì mình sẽ chưng với 100g thịt ba chỉ nha các bạn, đó là 5:1 tỷ lệ 1:1 nha các bạn. Còn đây là cái dầu hành phi nè, mình phi để cho mình bỏ vô trong cái ướp cái cá cho nó thơm nha các bạn. Rồi còn đây là tiêu xanh ha, hành tím nha, ớt hiểm. Còn đây là bột ngọt nha. Còn đây là đường cát, đây là dầu màu điều để bỏ vô cho nó lên màu đẹp ha. Rồi bây giờ mình còn đây là cái niêu để mà một hồi mình bỏ cái này vào để mà mình chân nha các bạn. Rồi bây giờ mình sơ chế nha các bạn. Đó. Mình sẽ sơ chế cái món này đây. Đổ. Đó. Rồi bây giờ cá lù đù này thì nó cũng nhỏ thôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra làm hai thôi, chứ mình không có cắt làm ba ha, nó nhỏ thôi. Đây. Mình sẽ cắt làm hai như thế này ha. Khô này nó nhỏ thôi nha các bạn, nên mình cắt làm hai thôi. Mình làm này là mình làm cái món cá lù đù chưng với thịt ba chỉ nha các bạn. Cá này nó mặn rồi nên mình khi mà mình làm thì mình không có ướp muối vào nữa nha các bạn. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho luôn cái hỗn hợp thịt ba chỉ này vào trong đây nha các bạn. Thịt ba chỉ này thì mình cắt ra cái cọng, mình đã cắt ra cái miếng vuông vuông như thế này nha các bạn. Các bạn thích thì cắt nhỏ cũng được. Rồi bây giờ mình ướp nha. Đầu tiên là mình cho hành tím vào, hành tím mình sắc lát mình cho vào ha. Các bạn hành tím các bạn sắc lát cho vào, hành tím cho vào thì nó sẽ thơm nha các bạn. Bạn nào không có hành tím thì bỏ củ hành tây cũng được, nhưng mà củ hành tây thì nó không thơm bằng củ hành tím ha. Đó, hành tím cho vào. Không có, mình sẽ sắc cái dày dày tí nha các bạn. Đây là mình sắc dày cỡ này nè, bạn đừng sắc mỏng quá nha, mỏng quá nó sẽ không ngon. Cái đến là ớt sim xanh nha các bạn. Ớt sim xanh thì bạn nào ăn cay thì sẽ cho nhiều, nhưng mà mình ăn cay ít thôi, mình sẽ cho hai trái thôi nha các bạn. Rồi còn lại cái ớt sim xanh này thì mình cho nguyên trái vào nha các bạn. Ớt vào thì nó có thơm thấy các bạn đó. Rồi còn cái này là tiêu xanh nha các bạn, tiêu xanh nè bạn. Mình sẽ tước ra mình cho nó vào đây một ít nè đó. Tiêu xanh này thì nó thơm lắm nha các bạn, mà nó cũng không cay lắm đâu. Rồi đây là cái mình ướp cái cơ bản ban đầu ha. Rồi bây giờ mình sẽ cái này là mình xong ha, mình ướp mấy cái gia vị thơm và xong ha. Bây giờ mình sẽ cho bột ngọt nha các bạn. Thì cái này là muỗng cà phê bột ngọt nè, thì các bạn cho khoảng 1/3 muỗng cà phê bột ngọt thôi, đừng ăn nhiều bột ngọt quá nha các bạn, ít thôi. Rồi cái đến là đường cát nha các bạn, thì các bạn cho khoảng 1 muỗng cà phê đường cát thôi, đừng cho nhiều quá nó sẽ ngọt lắm. Rồi rồi bây giờ mình sẽ trộn cái hỗn hợp này lên nha các bạn. Rồi kế tiếp thì cái này là bạn, cái hành tím phi hồi sáng mình đã phi cái hành tím đây nè, các bạn cho cái hỗn hợp hành tím này vào nha, rất là thơm luôn đó. Mục đích cho vào để mà cho nó thơm các bạn, nó tăng gia vị. Còn cái hành tím kia thì nó thơm theo cái kiểu hành tươi nha các bạn. Còn đây là cái hành phi nha các bạn, thấy không, trộn lên. Rồi cuối cùng là gì, cái đây là cái màu điều nè. Cái màu điều này mình cho vào khoảng chừng 1 muỗng canh đi, đã biết sao không? Thứ nhất là màu điều mình cho vào nó có cái màu lên rất là đẹp nha các bạn. Rồi
bạn trộn hỗn hợp này lên nha. Cái màu điều có thấy không, các bạn thấy cho cái màu điều nó vào không, thì nó sẽ cái dầu màu điều á, cái hạt màu điều mình phi bằng dầu các bạn, nó rất là đẹp ha. Rồi rồi cái tiếp bây giờ mình làm cái gì nữa bạn, bây giờ mình sẽ cho cái hỗn hợp này vào trong cái niêu này nha các bạn, rồi mình sẽ đem đi chưng cách thủy nha các bạn. Đó, đây mình sẽ cho đi chưng cách thủy, mình cho cái hỗn hợp này vào trong cái niêu này nha. Cho hết cái hỗn hợp này vào giúp mình nha. Bởi vì cái cá này các bạn nó đã mặn rồi á, nên là mình không có nêm muối hay nước mắm nha bạn, tại vì một hồi á, cái cá này nó ra cái vị mặn ha. Rồi cái gia vị này mình cho hết vào đây nha các bạn. Rồi, vậy là mình cho hết cái gia vị này vào trong đây rồi. Bây giờ mình sẽ bắt lên mình chưng cách thủy nha các bạn. Mình sẽ đậy bằng cái nắp này lại là mình đi chưng cách thủy nè. Mình sẽ đậy lại như thế này nha. Rồi, rồi bây giờ mình chuẩn bị mình đem cái này mình đi chưng khoảng 1 tiếng đồng hồ thì nó sẽ chín nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi chưng cái này cách thủy nha các bạn. Rồi, mình đã chuẩn bị một cái nồi nước để mà mình chưng cách thủy nha các bạn. Còn đây là cái niêu mắm nè, cái niêu để mà mình chưng khô cá đù với thịt ba chỉ nè nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ để cái hỗn hợp này vào trong đây nha. Rồi, mình sẽ đậy lại và mình chưng cách thủy nha các bạn. Mình chưng khoảng 1 tiếng đồng hồ, lửa riu riu là được nha các bạn, là nó chín là mình ăn được ha. Rồi, bây giờ mình đậy nắp lại nha các bạn. Đây, mở ra cho các bạn coi lần nữa đây. Đó, cái nãy cái hỗn hợp mình trộn nè. Rồi. Rồi bây giờ mình đậy nắp lại nha các bạn. Đó. Đó. Không vừa lắm nha. Đó. Rồi mình mở lửa lên nha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ mở cái lửa lên mình chưng riu riu thôi nha các bạn. Đó. Rồi mình chưng đây khoảng 1 tiếng đồng hồ thì cái hỗn hợp này nó chín thì mình đem ra mình dùng với cơm, với rau sống, với rau luộc rất là ngon nha các bạn. Rồi bây giờ khi nào nó chín thì mình sẽ lấy ra cho các bạn xem nha. Rồi nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, một comment, một subscribe bên dưới, động viên tinh thần mình làm video nha. Mình rất thích làm video nên mình sẽ chế biến ra những món ăn độc lạ và ngon để cho các bạn xem cho nó vui nha. Rồi xin chào, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình bấy lâu nay nha. Rồi cái này nãy giờ nó sôi được 15 phút rồi nè các bạn, mình phải chưng hơn 1 tiếng đồng hồ nó mới chín, nó mới ngon nha. Đây, cái này là sôi, cái này là hơn 15 phút rồi đó, nó chưa chín đâu nha các bạn, nó chưa có thấm đâu, mình để chưng từ từ ha. Rồi nãy giờ mình chưng cái này nó cũng được nửa tiếng rồi nè các bạn, bây giờ nó bắt đầu nó ra nước, nó chín rồi nè, nó ra nước nè, cái tiêu nó cũng đã ngả màu rồi nè các bạn. Còn cái màu vàng vàng á này là màu dầu điều á các bạn, rất là thơm luôn á các bạn, nó không còn mùi khô nghe bạn, mùi mắm thôi các bạn. Rồi một chút mình làm nếu xong á thì mình chưng xong thì mình sẽ lấy ra thử cho các bạn xem nha. Rồi cái cá đù một nắng chưng với thịt ba rọi mình cũng đã hấp khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ nè các bạn, nó xong nó chín rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình lấy ra ha, mình ăn với cơm nha. Mình đã có chuẩn bị sẵn cơm rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái này ra nha. Cái màu đỏ đỏ này là do cái màu dầu điều á các bạn, nó bị trào ra thôi chứ nó không có gì á. Rồi bây giờ mình nhắc cái này ra khỏi bếp nha, nóng lắm á, tại nó có cái màu dầu á. Rồi mình sẽ để xuống đây nha. Đây mình sẽ có chuẩn bị cơm
cơm trắng nè. Đây là cơm trắng ăn với cái khô chân này nha các bạn. Đây là canh rau dền này thì nó có nhiều chất sắt, ăn rất là ngon nha các bạn. Đây cơm ha. Rồi nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, một comment, một subscribe bên dưới, động viên tinh thần mình làm video ha. Rồi bây giờ mình lấy ra cho bạn ha. Đây là một miếng thịt ba chỉ nha các bạn. Đó. Đây là một miếng khô nha. Để mình thử cái miếng thịt ba chỉ này coi nó có vừa ăn không nha các bạn. Rồi mời các bạn nha. Cái thịt ba chỉ nó rất là mềm các bạn. Nó thơm, nó không có bị có mùi khô đâu nha các bạn. Đây, miếng khô đây. Rồi. Đây là miếng khô nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thấy hay thì hãy cho mình một like, một subscribe, một comment bên dưới, động viên tinh thần mình làm video nha. Mình rất thích làm video luôn nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn cái cơm này với cái khô chân này với cái canh rau dền đó nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.